Bộ ảnh cưới hot nhất đầu năm 2024 có lẽ thuộc về concept cô dâu cơ bắp, nhấc bổng cả chồng, thể hiện sức mạnh. Nhiều người lo lắng cho chú rể vì có phần lép vế trước vợ, thế nhưng anh chàng này cũng không phải dạng vừa. Mới đây, bộ ảnh cưới phong cách độc lạ với cô dâu có cơ bắp cuồn cuộn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến nhiều người tò mò, thích thú. Trong hình, cô dâu sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khoe thân hình cơ bắp cực khỏe khoắn nhưng không kém phần quyến rũ, bên cạnh là chú rể diễn vẻ mặt đầy lo lắng, cam chịu. Được biết, cô dâu cơ bắp này là Nguyễn Hồng Hạnh, 25 tuổi, hiện là huấn luyện viên, vận động viên fitness và chú rể là Đỗ Ngọc Hải, 27 tuổi, huấn luyện viên fitness. Cô dâu, chú rể đều đang sống và làm việc ở Hà Nội. Ý tưởng chụp ảnh cưới theo phong cách độc lạ được Hạnh ấp ủ 4 tháng trước. Anh chồng cũng cực kỳ ủng hộ mong muốn này của vợ và ra sức tìm kiếm ekip phù hợp để thực hiện. Chính những người cầm máy chụp bộ ảnh này cũng phải bất ngờ khi cô dâu thay vì muốn thể hiện sự yểu điệu, nhỏ bé, e ấp bên chồng lại muốn phô diễn sức mạnh. Chia sẻ về điều này, cô dâu chia sẻ bộ ảnh cưới được vợ chồng cô chụp vào ngày 7 tháng 1 năm 2024. Cô đã lên ý tưởng suốt 4 tháng trời, tốn nhiều thời gian trong việc chọn studio và trang phục. Lý giải về việc chọn concept cô dâu cơ bắp, Hạnh muốn bộ ảnh cưới phải thể hiện đúng con người của mình, đồng thời phải thật độc đáo. Quan trọng là bộ ảnh mang ý nghĩa đặc biệt với vợ chồng Hạnh vì phòng gym, tập luyện thể hình là cơ duyên giúp cô và ông xã quen biết, yêu thương và quyết định gắn bó cuộc đời với nhau. Nữ vận động viên chia sẻ thêm, cũng vì trước nay mọi người hay quan niệm phụ nữ là phải mảnh mai, dịu dàng nên vô tình điều đó trở thành quy chuẩn vẻ đẹp của cô dâu khi chụp ảnh cưới. Nhưng với Hạnh, vẻ đẹp đến từ quá trình nỗ lực, mục tiêu bản thân đạt được và cảm thấy hài lòng với nó. Đó cũng là một trong những lý do Hạnh quyết định chụp bộ ảnh này. Về phía hai bên gia đình, khi nhìn bộ ảnh cưới của Hạnh và Hải, bố mẹ hiểu công việc của các con nên không phản đối, song có góp ý là nhìn cô dâu hơi cứng. Ngoài concept cơ bắp, Hạnh còn thực hiện thêm một concept nữa dựa trên mẫu người phụ nữ quyền lực, quyến rũ. Trong buổi chụp ảnh, Hồng Hạnh phải gồng liên tục trong 6 tiếng để thực hiện bộ ảnh khiến cô nhiều lần bị chuột rút. Trong khi đang thực hiện buổi chụp, chú rể Ngọc Hải cũng chuẩn bị một sự bất ngờ cho vợ chưa cưới. Sau khi thực hiện kiểu ảnh đầu, anh rút nhẫn trong túi và quỳ xuống cầu hôn. Nhận lời đề nghị làm vợ anh nhé từ chồng, Hạnh xúc động đáp, chụp ảnh cưới rồi anh còn phải hỏi câu đó à? Khoảnh khắc xúc động trên được ekip ghi lại. Hạnh nói không quan tâm các thủ tục khác nhưng tôi muốn vợ được nhận lời cầu hôn chính thức nên đã âm thầm thực hiện, Ngọc Hải giải thích. Những bức hình cô dâu khoe cơ bắp, vờ siết cổ hay bế chú rể được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận của người xem. Bộ ảnh cưới đẹp quá, nhìn là biết ai là nóc nhà rồi, người dùng mạng xã hội chia sẻ. Trước những bình luận cho rằng chú rể có vẻ dịu dàng hơn vợ, sợ vợ, Ngọc Hải nói không quan tâm. Anh chỉ muốn tạo những bức ảnh thể hiện câu chuyện tình yêu, vợ chồng được vui vẻ, thoải mái.